Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, ở khu vực Trung Du và vùng phố núi phía Bắc, mưa giảm nhưng trời vẫn nhiều mây. Vì thế mà ngưỡng nhiệt ở đây chỉ dao động trong ngưỡng từ 30-32 độ, trời mát mẻ. Trong khi ở khu vực Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội, trời có nắng dù không mạnh, nhiệt độ nhỉnh hơn, dao động trong ngưỡng từ 33-34 độ. Cộng thêm với độ ẩm trong không khí cao nên trời sẽ khá là oi bức. Đến tối và đêm nay, dưới tác động của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ cộng với hội tụ gió trên mực 5.000m, các tỉnh Trung Du và vùng núi phía Bắc dự báo sẽ tiếp tục có mưa rào và dông trở lại. Trong đó, tại các tỉnh như Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn và Tuyên Quang sẽ là những vùng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 100mm. Từ ngày mai, rãnh áp thấp suy yếu, mưa dông sẽ giảm hẳn trên khu vực. Đồng thời, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển trở lại và mở rộng dần về phía Đông Nam. Vì vậy, dự báo trời sẽ có nắng nhiều và nhiệt độ tăng lên, nắng nóng quay trở lại tại khu vực Bắc Bộ. Ảnh hưởng của rãnh mưa dông đến các tỉnh thành miền Trung là không nhiều, chủ yếu nó giúp cho nhiệt độ các tỉnh từ Thanh Hóa cũng như là phần phía Bắc của Nghệ An giảm nhẹ còn từ 34-36 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh thành phố từ Quảng Bình cho đến Phú Yên vẫn xảy ra nắng nóng gay gắt với ngưỡng nhiệt từ 36-37 độ. Cục bộ có một số nơi như vùng núi phía Tây vẫn có ngưỡng nhiệt cao trên 38 độ. Và chuỗi ngày nắng nóng tại đây vẫn đang kéo dài và chưa có dấu hiệu kết thúc. Riêng tại các tỉnh như Khánh Hòa, Ninh Thuận và cả Bình Thuận là ba tỉnh có ngưỡng nhiệt thấp nhất miền Trung với những mức nhiệt trưa chiều dao động trong ngưỡng từ 32-34 độ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Đối với khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng có nắng duy trì đến khoảng 14 giờ, nhưng từ sau 15 giờ trở đi, mây đối lưu bắt đầu hình thành và phát triển gây ra mưa dông diện rải rác cho các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Sau đó sẽ là các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ và đến chiều tối mới tiếp tục lan dần đến các tỉnh Tây Nguyên. Nhưng chủ yếu chỉ tác động đến các tỉnh phía Nam như là Đắk Nông và Lâm Đồng. Sang tới ngày mai, trời tiếp tục có nắng, nền nhiệt cao nhất trưa chiều nay tại khu vực Tây Nguyên tăng lên dao động trong ngưỡng từ 30-32 độ, trong khi tại khu vực Nam Bộ nhiệt độ sẽ là từ 33-35 độ. Nóng lại xuất hiện cục bộ ở các tỉnh thành Đông Nam Bộ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Riêng vùng núi có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc từ Đà Nẵng tới Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam từ 32-35 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 33 độ.
Nam Bộ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.